Hôm nay thì chào tất cả anh em nhá. Hôm nay thì anh em đang phát cỏ đấy anh em. Đấy, cây điều đấy, phát cho cây điều đấy. Mai mốt thì cây điều này có hoa có trái, không biết. Đó là do ông trời cho thôi mọi người. Hôm nay thì ba anh em mình đi lấy tầm sau nhá mọi người. Đi lấy tầm sau về làm cá sóc nhá mọi người. Đấy. Ở đây thì không có cái gì đâu mọi người, chỉ là phong cảnh cây điều và núi rừng thôi mọi người nhá. Đây thì buồn lắm mọi người, cuộc sống ở đây thì rất là vất vả khó khăn mọi người. Nương rẫy thì lên núi lên đồi, đeo núi đeo đồi luôn mọi người. Đây thì sống là khó nói quá. Đây đây ba ơi, cái bôi à, ơi ơi thế đồ cái tế bôi à đấy mọi người. Thì đây thì ba anh em thì đi lang thang, còn mấy em thì phát cỏ nhá mọi người nhá. Mình là anh rồi, anh thì đi lang thang thôi. Đó, để là mấy em nó làm đấy. Này mẹ bạn, này mẹ đây tầm sau đấy mọi người. Đấy. Thì ba anh em tới đây này, mình quay cho mọi người xem nhá, và xem và ủng hộ kênh của mình nhá. Đấy, Đây cũng cảm sau bên này ơn. đây 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 đây, này. đây, đây bao luôn mọi người. Đấy thì anh em ủng hộ kênh của mình nhá, cảm ơn tất cả anh em nhá đã ủng hộ kênh của mình mà nhớ và like nhá mọi người. Mình thì quay là như thế này thôi đó mọi người, còn làm cho này nó cắn đau quá mọi người, đau đau cắn xung quanh luôn mọi người ơi, nó buồn quá đau kiến can kiến xung can quanh này, mặt trời xung kiến này cắn xung quanh mặt trời đây mọi người. Có nó lại cái màu đấy, lấy lại màu cút luôn lao đi luyện cút lao đi đây mọi người. Nó có quẹt mọi người nha, đây hai anh em nó làm khỏe lắm. Đây này kiến cần bao nhiêu là không đau đó. Đây mọi người, đây miễn là xong. Ê, mình bắt là mình ở nhà thì nuôi chim á mọi người, chim nó ăn á, chim gì nó ăn kiến á. Chim đó là mình quên tên rồi mọi người, là không biết chim gì nữa. Đây chào mọi người nhá, cảm ơn tất cả mọi người nhá đã xem kênh của mình nhá, và nhớ vào like vào. Đây thì ở đây thì không có phong cảnh cái gì đâu mọi người, đây chỉ là mỗi anh em đi bắt kiến thôi mọi người. Đây đây đây, chỉ cuộc sống đây thì quá đơn giản thôi mọi người, nương rẫy thì không có. Đây này, đấy sắp đài bao rồi đấy. Đấy kiến này nhiều lắm. Chuối, có chuối nha mọi người nha. Đây có chuối nha, nhà mình cái gì là có hết nha. Thiếu tiền thôi mọi người. Là chuối có, cái điều có nhá. Đây mọi người, chuối đấy mọi người. Đây bắt con kiến là nuôi nuôi chim đấy mọi người, chim cút mà, chim cút nó ăn dữ lắm, kiến gì nó ăn hết, có gì nó ăn đấy, có chuối thì ăn chuối. Đây phong cảnh ở đây thì như vậy thôi mọi người. Đấy rục nho lệ mọi người. Đây chào tất cả anh em nhá. Đây thì anh em thì này là thứ bảy mà mọi người. Mình bắt kiến này là thứ bảy là làm sóc, chủ nhật là làm sóc đúng không? Ê đi cái này này, ê nó ọ thế đây đâu cái gì đây mọi người.
cuộc sống ở đây thì rất là vất vả mọi người, nương đấy thì khó quá. Mình thì không có nương đấy ở đây nha mọi người nhá, mình đi lang thang thôi, đi chơi lang thang thôi. Đây, chào tất cả mọi người nhá. Đây, đây nhiều lắm, ở mịn này nè, lẹ kì mại á. Đây thì anh em thì đang tính toán này, này có bắt được không? Đấy, nhiều lắm. Đây là cây xoài, đây là hơn 10 năm rồi mọi người, lâu rồi. Nhưng mà nó cho chưa có bông nga nhá mọi người nhá. Bông nga rồi mọi người, tháng 8 nha. Đây này, chào tất cả anh em nhá. Thôi mình xin dừng lại clip tại đây nhá. Chào mọi người nhá, hẹn gặp lại nhá.